Alo, alo, rồi. Một. Kéo xuống, đè chỏ. Nhú lên, bung ra. Rồi. Ôm đi trước. Duỗi ngón tay xuống. Nhón, nhíu đít rồi, thả xuống. Rồi, ôm lên. Giơ lên, ưỡn bụng. Nhón chân ưỡn bụng. Đó. Thả xuống. Rồi. Bước ra kéo cái màn cửa rồi kéo xuống cái rồi đổi bên rồi bỏ ra bước của đây nhớ cái bàn tay phải ngửa ra sau vậy nha, chứ không có được dày nó dày là kéo tay kia lớn nè, nó có thế của nó để nó không có đau đó, kéo xuống rồi xong quay vô giữa hai tay xả xuống. Rồi thứ năm là đó, tắt nước, nó là tắt nước nè, kéo rồi tát tay phải kéo vậy thôi, rồi xong lùi bước bước chân phải tát cái kéo là hai ba cái đó thôi, có đó còn cái tay khi quơ cho có vậy thôi, đâu quan trọng đó, kéo đó, thứ năm vậy. Rồi tiếp thứ sáu là hai ngón út nè, để chỉa ra kéo kéo lên phải dịnh chạm hai ngón út từ sau nè, duỗi ra đó, kéo lên thẳng cổ chỏ đó, thẳng cổ chỏ càng thẳng thì càng khỏe, ưỡn ngực xong thả xuống đó, thứ sáu rồi thứ bảy thì đó lắc 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 là phía sau trước, phía sau này. Đó lắc lắc phía sau ba cái, một hai lắc phía sau ba cái, một bên ba cái đó, hai ba rồi phía ngược lại ba cái, một hai ba đừng đó, vậy cho nó dẻo ra cho tôi, nó còn cứng anh lắc nó đau. Đổi qua rồi cũng lắc lắc ra sau, sau trước một hai ba rồi lắc ngược lại ba cái, chứ lắc một cái là nó còn đau à, cứng ngắc à, không có lắc được, lắc càng nhiều nó càng dẻo. Rồi xong đó, bảy thứ bảy rồi xong thứ tám, tám lên nhẹ nó thích. Vậy là đưa xuống thả xuống dưới, hất lên chĩa là rồi ngồi xuống, ngồi ngồi giống như ngồi ghế công viên mà không có ghế, ngồi ngồi rồi ngồi mà không có ghế, nhóm chân ngồi lên không có ghế đó được, rồi nhóm chân rồi ngồi rồi thả gót xẹt tay hất lên bung ra đó, rồi thả gót rồi xẹt tay rồi đứng lên vừa ra đó, vừa ra đó. Rồi hôm nay bắt đầu rồi đứng lên vừa là đó, đó thứ tám. Bây giờ hôm nay thứ chín nè, thứ chín nên đứng dậy để tay này, cái ngón giữa lú ra ngoài, xô ngón giữa bên kia, xô nè, xô qua kia, thẳng tay ra quét ra phía trước, bọc xuống đất, móc dưới đất móc lên, móc ngón giữa dưới đất móc lên, móc lên phía trước mặt mình, hình như cái lưng hình như lưng rồi chồm tới hấp chỏ là một hai ba đó, động thứ chín như vậy. Hình cái ngón chỏ này vô cái lưng rồi hấp của chỏ là một hai ba, thả ra chơi lên thả ra đó, rồi thứ chín bên đây cũng vậy, xô ngón giữa ra bọc ra phía trước, bọc ra phía trước xuống dưới đất móc lên rồi ịnh qua sau lưng, quay cái chỏ ra sau lưng một hai ba thả lên tự nhiên, nó lắc lắc ra cái cơ chỏ thôi, kệ cái chân lên thẳng, nó lắc cơ chỏ đánh cơ chỏ ra sau ba cái xoè lên thả xuống, đó là thức thứ chín đó, anh tập đi thức thứ chín này cho nó quen này. Chính đây, xô tay trái, xô này bọc ra phía trước, móc ra phía trước, móc xuống dưới đất, móc vô cái vải, xoay ra sau một, hai, ba, xoay vô giữa, xả xuống, rồi đổi lại,
xô móc ra phía trước. Xô ừ. Móc ra phía trước. Móc phía sau. Anh nhờ lắc. Rồi móc lên, móc dưới đất móc lên. Rồi xúc nó vô lưng, kéo vô lưng. Đưa chỏ lên một. À đó là thức chính. Anh clip này nó hơi